Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện tình đầu chọn tôi rất ngọt do Đam Mỹ Tường Truyện thực hiện, giọng đọc của Nat Trần, tập 35. Đinh Tiết Nhuần thiếu chút nữa thì bị anh đẩy ngã, cả người áp lên vách tường huyền quan, Lâu Thành thuận thế ép cậu lên tường. Tại sao lại không mang găng tay? Anh chạm vào tay Đinh Tiết Nhuần, tay cậu vô cùng lạnh lẽo. Ra ngoài vội quá, em quên. Áo len của cậu bị kéo lên, bàn tay Lâu Thành rất ấm, bởi vì đánh bóng rổ nên có một lớp chai thô ráp dày. Đinh Tiết Nhuần cảm thấy ngứa, cầm lấy tay của anh, cản động tác của anh, ánh mắt mềm mại. Hôm nay anh thi cũng biểu diễn như vậy sao? Cướp sắc. Đừng nói bừa, anh chỉ cướp sắc của em thôi. Lâu Thành hôn lên vành tay cậu, quấn lấy eo cậu. Có cho cướp hay không? Nói một lời chắc chắn. Phòng 2 thì một ngôn ngữ thanh nhạc hình thể còn có biểu diễn. Sáng nay biểu diễn tiểu phẩm, anh diễn vai cướp châu báu. Lâu Thành nói với cuộc thi mặt hớn hở, hiển nhiên là phát huy rất được. Đề mục thi là hội đấu giá, mấy người không quen biết được phân tới một tổ, một đám thí sinh còn không có nhiều thời gian để suy nghĩ, đã phải bắt đầu diễn. Mấy thí sinh tranh nhau ra giá, một thí sinh thì đứng lên phía trên nói tiếng thành sao. Diễn người chủ trì buổi đấu giá, cậu ta biết cướp diễn, anh còn giỏi hơn cậu ta. Anh ta giơ khẩu AK-47 lên nói to là cướp, cướp cả tiền lẫn đất diễn của bọn họ. Mấy giám khảo đích xác bị anh hấp dẫn lực chú ý. Đinh Tiết Nhuận tuy không học thứ này nhưng khi nghe thấy anh nói như thế, cậu có cảm giác Lâu Thành có thiên phú về phương diện biểu diễn, trời sinh có thể ăn được chén cơm này. Lâu Thành lại nói, bây giờ còn chưa có kết quả, nhưng mà anh nhận được tin tức nói mình đã qua vòng 2 rồi, chờ 2 tháng nữa sẽ tới Bắc Kinh tham gia vòng 3. Anh chăm chú nhìn vào mắt của Đinh Tiết Nhuận, trong lòng cảm thấy mình cách cậu càng ngày càng gần. Thực vậy, Đinh Tiết Nhuận đang ở trong lòng anh, hơn nữa cậu còn chưa cao tới 1m8, khi anh nhìn cậu đều phải cúi đầu, nhưng Lâu Thành vẫn thường phải ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu ưu tú như một pho tượng điêu khắc khổng lồ lạnh như băng, tất cả mọi người đều đứng dưới chân cậu, bao gồm cả bản thân anh. Đinh Tiết Nhuận nghe vậy trong lòng cũng vui cho anh, bởi vì cậu biết chuyên ngành này ở trường châu bò như thế nào. Bao nhiêu người chăm chú nhìn, hơn vạn thí sinh chỉ trúng tuyển có mười mấy người, nói rằng vạn dặm mới tìm được một cũng không quá. Lâu Thành, sau này anh có muốn đi diễn kịch không hay làm diễn viên? Lâu Thành nói không đi, anh có bệnh sạch sẽ, anh không diễn cảnh hôn, có đạo diễn nào lại chọn diễn viên như vậy không? Nếu như thực sự muốn diễn cũng phải do anh quyết định, chính anh bỏ tiền ra sản xuất, kiên quyết không diễn phim mờ ám, càng không diễn cảnh hôn hít. Đinh Tiết Nhuận biết anh chí không ở đây, ước mơ của Lâu Thành là đua xe, cho nên không vì thi khoa biểu diễn mà đi làm diễn viên. Nhưng ý nghĩ của con người luôn dần dần thay đổi, tựa như trước kia cậu muốn gây dựng sự nghiệp, sau này lại muốn làm luật sư. Đinh Tiết Nhuận không tiếp tục chủ đề này. Vậy buổi tối còn muốn học không? Bây giờ đã là 9 giờ rồi, theo như trước đây cậu phải giải kèm cho Lâu Thành tới 11 rưỡi. Lâu Thành lắc đầu cúi nhìn cậu. Nhuận Nhuận, anh có hơi đói. Đinh Tiết Nhuận đoán được rằng là anh sẽ đói, cho nên buổi chiều khi Lâu Thành ngủ, cậu đã mua chút thức ăn. Muốn ăn gì, em đi làm cho anh. Lâu Thành vẫn lắc đầu ép chặt cậu vào tường và lồng ngực của anh. Thân hình cao lớn của anh giống như một tòa núi áp xuống, ánh mắt sáng rực. Nhuận Nhuận, anh đói rồi, muốn ăn em có được không? Đinh Tiết Nhuận bị anh vuốt ve tay chân như mềm ra, thực sự toàn thân vô lực, hai tay khoát lên vai anh, không gật đầu cũng không lắc đầu. Lâu Thành nhìn cậu vài giây, không đợi cậu do dự, trực tiếp ôm cậu lên. Chờ khi Đinh Tiết Nhuận phản ứng lại, cậu đã nằm trên giường, công chúa ở tầng 1. Sàn phòng này thi thoảng Đinh Tiết Nhuận sẽ ở, mỗi lần ngủ ở phòng này, vừa tối đến Lâu Thành sẽ lén lút xuống tầng, lèn vào phòng công chúa, chui vào chăn của cậu nói rằng anh không ngủ được. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tủ đầu giường đặt một bình hoa trắng, trong đó có cắm cúc họa mi lam. Lâu Thành ôm cậu đặt lên giường, sau đó nhẹ nhàng tháo kính cậu xuống, tiếp theo là chậm rãi cúi đầu hôn cậu, cả hô hấp cũng mang theo ý không thể kháng cự. Đinh Tiết Nhuận cảm thấy anh càng ngày càng gần. Đúng lúc anh sắp chạm vào người của cậu, Đinh Tiết Nhuận nhìn thấy mũ áo ngủ của Lâu Thành đột nhiên bị lật qua.
mũ rất rộng thoáng cái che mắt Lâu Thành lại. Động tác của anh cũng vì vậy mà dừng lại. Đinh Tiết Nhuận nhìn thấy đôi tai xù xù màu xám của anh rũ xuống, không nhìn được nghiêng đầu cười lên, cảm thấy rất đáng yêu. Hai má cậu đặt ở giữa gối đầu màu trắng, vừa cười lên thì cong cong như ánh trăng, nền trắng rõ ràng, hai má càng thêm phần sạch sẽ. Lâu Thành không biết cậu đang cười gì, cởi áo ngủ của mình ra, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Anh nắm lấy cằm của Đinh Tiết Nhuận mạnh mẽ kéo thẳng, cúi đầu hung tợn gặm môi cậu hung dữ nói: "Còn cười hả? Không cho cười." Nhưng mà sự bá đạo này không duy trì được mấy phút, Đinh Tiết Nhuận liền nghe thấy tiếng bụng của Lâu Thành kêu ùng ục. Cậu chỉ đành đứng dậy nấu cơm cho Lâu Thành. Qua mấy ngày, kết quả vòng 2 được công bố. Lâu Thành không ở Bắc Kinh nhưng có người gửi tin cho anh, nói cho anh thông tin chính xác rằng đã qua vòng 2, sau đó tới đội vòng 3. Anh thì qua vòng 2 ở Bắc Ảnh, thầy đậu đương nhiên cũng biết. Lâu Thành đã xin nghỉ nhiều ngày như thế để tham gia thi, ông đương nhiên rất quan tâm tới tình hình thi cử của học sinh. Tuy rằng đã qua vòng 2 nhưng cũng đừng lơ là, vẫn phải cố gắng học tập. Nếu không, sau này nổi tiếng rồi, làm đại minh tinh, phóng viên tới phỏng vấn tôi, hỏi về tình hình học tập của em. Lấy nào tôi phải nói em thi đại học được có 300 điểm, hay là nói thành tích thi đại học của em bị chó dại tha đi rồi. Khóe miệng của Lâu Thành khẽ nhếch, nghĩ thầm chủ nhiệm cũng quá nghĩ xa rồi, nếu nghĩ tới chuyện sau khi nổi tiếng. Không biết rằng trong văn phòng đã thảo luận sôi nổi nhằm vào sự phát triển của cậu. Tháng 1, tuyết lớn bao phủ khắp vườn trường, tuyết vẫn còn bay trên trời. Đứng ở trong phòng học nhìn ra bên ngoài một mảnh trắng xóa. Cổng trường, sân thể dục lớn, sân thể dục nhỏ đều là khu vực dọn dẹp trọng điểm. Mỗi khu vực của trường đều sắp xếp học sinh đi dọn tuyết. Mỗi lớp cử ra 2 học sinh dọn một khu vực nhỏ, mỗi ngày lại đổi vai. Học sinh lớp 12 cũng phải dọn, nhưng mà nhiệm vụ của bọn họ so với lớp 10, lớp 11 nhẹ hơn một chút. Đúng lúc hôm nay tới phiền Đinh Tiết Nhuận và Lâu Thành dọn dẹp khu vực nhỏ ở sân thể dục. Sân thể dục gần một sườn núi, sau lưng sườn núi không xa chính là ký túc xá nam sinh bỏ hoang. Đinh Tiết Nhuận thường dọn dẹp cho nên làm rất nhanh. Tuy nói Lâu Thành rất ít khi làm mấy thứ này nhưng cũng không kém cỏi chút nào. Sợ Đinh Tiết Nhuận mệt nên anh dành làm cho xong. Dọn dẹp đã tương đối rồi, vẫn còn chút thời gian. Đinh Tiết Nhuận mò vào túi đồng phục, nhanh chóng lấy ra một chiếc bật lửa. Cổ họng của cậu hơi ngứa, nghĩ ngợi liền không dọn dẹp nữa, nói: "Lâu Thành, em qua đó hút thuốc, anh ở đây đợi em nhé." Lâu Thành không thích mùi thuốc, cậu biết điều ấy cho nên ít khi hút thuốc trước mặt anh. Mỗi lần hút, Lâu Thành đều mắng người. Lúc mới bắt đầu hai người không phải là quan hệ này, Lâu Thành mắng chửi mùi hôi, nói ám vào người anh. Sau này quan hệ hai người trở nên thân thiết rồi, Lâu Thành không mắng chửi nữa, chỉ nói không tốt với cơ thể, bảo cậu hút ít thôi, không tốt với sức khỏe sẽ bị đen phổi. Đinh Tiết Nhuận không nghe, em hút ít không sao đâu. Lâu Thành biết cai thuốc là khó, nói mấy lần về sau cũng không nói nữa. Hơn nữa Đinh Tiết Nhuận lại lén lút sau lưng anh, cũng không cho anh cơ hội để thuyết giáo. Sau đó trở về sau, Lâu Thành chủ động mua thuốc cho cậu, đồ đắt sẽ ít ảnh hưởng tới cơ thể hơn, đừng hút cái của em nữa. Đinh Tiết Nhuận muốn bỏ anh đi hút thuốc, Lâu Thành đương nhiên không để cho cậu đi một mình, vứt chổi một bên sườn dốc phủ tuyết chạy theo cậu. "Đợi anh với." Đinh Tiết Nhuận đi tới vị trí góc chết của camera, cởi đồng phục ra vứt cho Lâu Thành, bảo anh đừng qua đó. "Anh đứng bên kia đi, không thì sẽ bị ám khói." Lâu Thành một tay ôm đồng phục của cậu, một tay đút túi quần, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Đinh Tiết Nhuận dựa vào tường châm lửa, cậu dùng tay che lại châm lửa, miệng ngậm điếu thuốc hút một hơi, khói dày màu trắng bay ra từ miệng cậu. Mặt Lâu Thành vẫn thế, đứng bên cạnh nhìn, tuyết mùa đông bay tán loạn, không khí lành cản trở anh, ngửi thấy mùi thuốc, màu tuyết trắng càng làm nổi bật làn da của Đinh Tiết Nhuận, khí chất xuất thần làm cho Lâu Thành không rời mắt được. Ngón tay của Đinh Tiết Nhuận kẹp thuốc, khẽ gảy tàn thuốc, nghiêng đầu, ánh mắt rất sâu nhìn anh. "Đừng nhìn em như thế, nhìn bên kia, Lâu Thành giúp em canh chừng." Lâu Thành giống như đàn em của cậu, mà cậu sai sử buồn bực quay lưng giúp cậu nhìn xem có thầy cô giáo nào đi qua hay không. Nhưng mà nơi này quá kín, ngay cả con chim cũng không nhìn thấy. Đinh Tiết Nhuận vẫn còn chưa hút thuốc xong, chuông đã reo rồi.
Cậu vội vã quay lại lên lớp, lập tức dập thuốc, dùng giấy ăn gói cẩn thận nhét vào trong túi quần. Cậu đi ra quên mất không mang theo bình xịt, thơm miệng, bây giờ miệng đầy mùi thuốc. Lâu Thành đưa đồng phục cho cậu. Lên lớp thôi, chúng ta đi từ đây luôn đi. Anh chỉ vào sườn dốc, trèo qua sườn núi ít nhất cũng tiết kiệm được 300 m lộ trình. Tuy nói đến sườn núi đầy tuyết nhưng vẫn có thể nhìn thấy bậc thang với đường. Đình Tiết Nhuận đồng ý, Lâu Thành vừa kéo cậu theo sườn núi. Mỗi một bước anh cũng đi rất vững vàng, nhưng dẫm lên tuyết sẽ trườn xuống mấy cm, trèo qua có chút khó khăn. Hai người cầm tay nhau, cuối cùng cũng trèo lên được đỉnh. Đình Tuyết Nhuận đột nhiên dẫm phải một khối băng, cậu bất ngờ không kịp phòng bị trượt xuống ngã về phía trước. Lâu Thành cũng nhanh tay lấy mắt kéo được tay cậu, dùng sức kéo vào trong lòng mình. Nhưng bọn họ đang đứng trên đỉnh sườn dốc, nguyên bản chỉ có thể một người trượt, giờ biến thành hai người trượt. Phản ứng đầu tiên của Lâu Thành là che gáy Đình Tuyết Nhuận, ôm chặt Đình Tuyết Nhuận vào lòng. Hai người nhanh chóng lăn xuống sườn dốc tuyết phủ. Đình Tiết Nhuận không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này. Tất cả đều quá nhanh, nhanh tới nỗi cậu không kịp phản ứng. Chỉ trong vòng mấy giây, hai người đã lăn xuống dưới chân dốc. Trái tim Đình Tiết Nhuận đập mạnh, cậu có chút chóng mặt. Lâu Thành, cậu gọi một câu, mắt trừng lớn ngẩng đầu nhìn Lâu Thành nằm nghiền hai mắt, dáng vẻ rú mì vô cùng yên lặng. Đình Tiết Nhuận trong lòng hoảng hốt. Lâu Thành, đừng dọa em. Cậu đẩy Lâu Thành một cái, nhưng mà Lâu Thành vẫn không hề phản ứng lại. Trên mặt và tóc của anh đều dính tuyết, cả hô hấp cũng trở nên nhạt hơn, dường như bất động. Thực sự dọa Đình Tiết Nhuận rồi. Cậu tưởng rằng Lâu Thành khi bị ngã đập đầu vào đâu. Sắc mặt cậu trắng bệch, lập tức tìm điện thoại, miệng lớn to tiếng cầu cứu. Có ai không? Có. Lâu Thành đang ngất xỉu đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt tràn đầy ý cười đè lên môi của cậu, nhỏ giọng nói. Gọi to thế làm gì? Bảo bối, em muốn để cả trường tới đây xem chúng ta yêu đương vụng trộm sao? Đình Tiết Nhuận còn chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy giọng nói của Lâu Thành đầu tiên là thở ra một hơi. Sau đó tức giận, cậu nổi giận mắng. Lâu Thành, anh đùa giỡn cũng phải có giới hạn chứ. Ấu trí tới mức giả chết lừa em. Chút nữa thôi là dọa anh tới mức. Lâu Thành thấy thực sự giận, vội vàng ra biểu tình đau đớn kêu ôi một tiếng. Đầu của anh đau quá, khẳng định bị đập vào rồi. Đau ở đâu? Chân tay Đình Tiết Nhuận luống cuống muốn gọi xe cứu thương. Lâu Thành cúm lấy cổ tay cậu, dáng mặt đáng thương. Đừng gọi, chỉ đập sau gáy chút thôi, khi lăn xuống đè vào một viên đá. Đình Tiết Nhuận không biết Lâu Thành đang nói thật hay nói đùa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới vì cậu trượt chân, Lâu Thành bảo vệ mới ôm cậu lăn xuống sườn dốc, mới bị thương như vậy, trong lòng chỉ có sự bất đắc dĩ. Vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, Đình Tiết Nhuận nhìn chằm chằm vào mắt anh. Thực sự không sao cả. Cậu quên mất mình vẫn nằm trên tuyết, hoặc có lẽ người Lâu Thành quá ấm áp, giống như một cái lò sưởi lớn. Đình Tiết Nhuận vừa nằm trên tuyết vừa dựa vào lồng ngực của anh, cũng không cảm thấy lạnh nữa. Cậu đang muốn đứng dậy. Em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra thử, lại bị Lâu Thành ôm lăn một phòng, đổi thành Lâu Thành nằm trên mặt đất, đôi mắt dịu dàng chăm chú với cậu. Từ từ, đừng đứng dậy vội, vẫn còn chưa vụng trộm xong đâu. Đầu mũi của anh cọ cọ vào đầu mũi của Đinh Tiết Nhuận. Đinh Tiết Nhuận hoài nghi có phải anh không cẩn thận bị đập trúng đá rồi hay không, cho nên bị chấn động não. Em thực sự muốn mở đầu anh ra xem, não anh cấu tạo thế nào. Em... Ngữ khí kia của Lâu Thành chân thành tha thiết, khẽ nghiêng đầu chạm một chút vào môi cậu. Đình Tiết Nhuận quay đầu không nhìn anh nói. Đừng hôn, đi bệnh viện, em vừa mới hút thuốc. Lâu Thành quả nhiên im lặng, nhưng không được mấy giây, anh không quan tâm nói. Không sao, không phải anh sợ hít khói thụ động sao? Cho dù có hít khói thụ động, ông đây cũng chịu. Lâu Thành nghiêng đầu lại gần cho đầu lưỡi vào miệng của cậu. Rõ ràng là anh nếm được vị thuốc nhưng lại không hề cảm thấy ghét. Cái hôn sâu vừa đá đạo vừa kéo dài. Đình Tiết Nhuận lấy lại tinh thần, vì vẫn còn nghĩ tới phải lên lớp. Hai người bọn họ quét dọn lâu như vậy, vừa nhìn thấy đã có vấn đề. Hai người đều đứng dậy. Lâu Thành đưa tay phủ tuyết trên người, trên tóc Đình Tiết Nhuận sờ tay của cậu. Tay của em lạnh quá. Nói xong anh kéo tay Đình Tiết Nhuận vào trong túi của mình. Đúng lúc này trên sườn núi tuyết chuyển tới một giọng lớn. Hai em ở lớp nào? Lén lút ở đây làm trò gì?
Lão Thành hoảng hốt trong lòng, theo bản năng quay Đinh Tiết Nhuận về phía sau để cậu quay lưng lại với giáo viên đang đứng trên đỉnh sườn dốc. Đinh Tiết Nhuận nhanh chóng rút tay từ trong túi Lão Thành ra, ngẩng đầu nhìn là thầy giám thị. Thầy giám thị đương nhiên nhận ra Lão Thành, nhưng nhìn thấy bóng lưng Đinh Tiết Nhuận trong lòng ông hoài nghi. Em học sinh nam kia, em quay người lại. Lão Thành cho rằng hai người bọn họ hôn nhau bị nhìn thấy, đang nghĩ có nên chùm đồng phục lên đầu của Đinh Nhuận rồi kéo cậu chạy hay không, lại nghe thấy tiếng của thầy giám thị nói: Lão Thành, hai em có phải lén lút hút thuốc ở đây không? Ông chỉ vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy tiếng người kêu nên mới trèo lên xem. Lão Thành đương nhiên nhanh chóng hiểu ra, nhưng anh diễn kịch rất nhiều, lớn tiếng hoảng hốt phủ nhận: Em không hút thuốc. Thầy giám thị đã sớm nhìn rõ anh, hừ lạnh một tiếng: Còn không có, không thì hai em tới đây làm gì? Khi anh đang nói chuyện, Đinh Tiết Nhuận đã quay người lại. Thầy giám thị liền nhận ra cậu: Đây không phải là người nhận huy chương vàng MIO rồi lại giành thêm huy chương bạc PHO chứ? Niềm kiêu ngạo của trường bọn họ, bạn học Đinh Tiết Nhuận hay sao? Ông không hề hoài nghi Đinh Tiết Nhuận chút nào, thậm chí còn hỏi: Có phải là em nhìn thấy em ấy hút thuốc trèo qua mắt còn coi người? Lão Thành lần đầu tiên anh biết giáo viên trong trường náo động tới như thế nào. Đinh Tiết Nhuận quay đầu nhìn anh một cái, đang muốn thừa nhận kỳ thực mình mới là người hút thuốc, không phải Lão Thành, chợt nghe Lão Thành giành nói: Đúng, em sai rồi, em hút thuốc, cậu ấy tới đây bảo em không được hút, em cũng không nghe lời. Lão Thành lộ ra biểu tình xót xa. Bây giờ em nghĩ lại, đối diện với tận sâu trong linh hồn của mình tra hỏi em hút thuốc là không đúng. Em nhận sai, em nhất định sẽ thay đổi triệt để, làm người tốt, về sau sẽ không hút thuốc nữa. Hút một lần, em sẽ tự tát mình một cái. Thầy giám thị thấy anh thành khẩn nhận sai như vậy, lại còn thể độc, nhất thời cũng ngại cho cậu viết bản kiểm điểm, chỉ nói: Nhanh về lớp học đi, sau này không được hút thuốc trong trường. Tôi mà bắt được một lần, sẽ ghi tội một lần. Lão Thành kéo Đinh Tiết Nhuận chạy. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi. Trong lòng Lão Thành không phải không có tính toán, yêu sớm bình thường khẳng định không có vấn đề, trường học cũng không quản anh, nhưng mà đối tượng là Đinh Tiết Nhuận thì không được. Trước tiên cậu là nam sinh, tiếp theo Đinh Tiết Nhuận còn là tài sản mà cả nhà trường lủng chung, bảo bọn họ khoe khoang trước mặt các trường khác. Trước mặt anh và cậu, trường học khẳng định sẽ lựa chọn đuổi học anh. Lão Thành khẳng định sẽ không bị đuổi học, nhưng chuyện này sẽ ồn ào lớn. Chạy tới thở hồng hộc, nhặt lại chổi quét sau đó tới phòng học. Vừa chạy Đinh Tiết Nhuận vừa nói cảm ơn: Lão Thành, lần sau anh không cần phải đội nồi hộ em như vậy. Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc, Lão Thành thuận tay kéo cậu vào trong túi áo đồng phục của mình. Anh thích đội nồi cho em. Đinh Tiết Nhuận không giống như anh. Đinh Tiết Nhuận là học sinh ngoan, chuyện hút thuốc cho dù không tạo thành ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng cũng làm hỏng ấn tượng tốt của giáo viên đối với cậu. Lão Thành dứt khoát nhận tội. Anh cầm lấy bàn tay Đinh Tiết Nhuận: Sao tay của em lại lành như thế? Ủ thế nào cũng vẫn lành. Đinh Tiết Nhuận nói: Tay em vẫn luôn như thế. Cậu cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay của Lão Thành. Cậu kiên trì muốn dẫn Lão Thành tới bệnh viện để kiểm tra một chút. Cậu đi xin phép thầy đậu cho nghỉ, nói Lão Thành bị đập vào đầu, phải tới bệnh viện kiểm tra một chút. Thầy đậu không hỏi cụ thể đã đồng ý luôn. Có thể ông tin tưởng Đinh Tiết Nhuận như thế nào? Hai người gọi xe taxi tới bệnh viện. Lão Thành sờ được kem bôi tay của Đinh Tiết Nhuận trong túi. Ban nãy anh vào phòng họp tiện tay cầm lấy. Anh nhìn thoáng qua, mở lông cừu, đưa tay cho anh. Anh nắm lấy đầu ngón tay của Đinh Tiết Nhuận rồi bôi kem vào lòng tay cậu. Không cẩn thận đổ quá nhiều, Lão Thành vén tay áo, cúi đầu giúp cậu bôi loạn lên. Tài xế taxi bị dọa không dám nói chuyện, cảm thấy hai nam sinh này nhìn rất kỳ quái. Sau khi kiểm tra xong, chụp não, bác sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng Đinh Tiết Nhuận vẫn đưa tay sờ, có thể chạm thấy một cục sưng trên đằng sau gáy của Lão Thành. Cậu hỏi anh chỉ nói hơi đau thôi. Bác sĩ nói, mấy ngày nữa thì hết sưng là không sao rồi, người tiếp theo. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, trường học cho nghỉ đông, Đinh Tiết Nhuận phải về quê. Lão Thành sang năm cũng phải tới Bắc Kinh thi vòng 3. Anh không nỡ để Đinh Tiết Nhuận đi, thậm chí còn muốn thông qua quan hệ điều công tác của bố Đinh Tiết Nhuận tới đây. Nhưng bây giờ bọn họ đã học lớp 12, sắp phải tốt nghiệp rồi, cho dù là chuyển bố Đinh Tiết Nhuận tới đây làm giáo viên cũng chẳng ăn thua gì, ngược lại có thể tạo thành trở ngại với bọn họ.
Có không nỡ tới thế nào nữa, anh cũng phải để Đinh Tiết Nhuận đi. Đinh Tiết Nhuận lại mang quà về nhà. Đợi cậu về tới nhà mới, mới biết rằng Đinh Triệu Văn đã được thăng chức lên phó hiệu trưởng. Trong vòng nửa năm, ông được đề bạt hai lần. Chiếc bát sắt nguyên bản 20 năm không có chút sứt mẻ, bỗng nhiên biến thành bát bạc. Ngay cả ông cũng không dám tin tốc độ thăng chức này. Hơn nữa vì được tiến cử, ông lại được một căn nhà mới ở khu chung cư rất gần trường đã sửa sang sẵn sàng, chỉ cần vào ở. Đinh Triều Văn cảm thấy rất bất thường, nhưng không nghĩ ra được chuyện là thế nào, có phải ông đã lọt vào mắt lãnh đạo nào hay không. Trong lòng Đinh Tiết Nhuận đại khái cũng đoán được nguyên nhân, không nói ra, chỉ gọi điện thoại hỏi Lâu Thành một câu. Lâu Thành liên tục nói mình oan. Không phải do anh làm, có lẽ là bố anh, ông ấy coi bố em như thông gia rồi. Nhuận Nhuận, bố em làm giáo viên ngữ văn bao nhiêu năm như thế, giáo viên cao cấp lại còn dạy tốt. Kết quả 20 năm nay vẫn vị trí ấy, kinh nghiệm phong phú như vậy, làm hiệu trưởng mới phù hợp. Nhà rộng rãi hơn nhiều, cũng có hai phòng ngủ nhưng phòng ngủ rộng gấp đôi so với phòng trước. Cách âm cũng tốt, Đinh Tiết Nhuận gọi điện thoại cả ngày, vừa gọi là liên miên không dứt. Đinh Triệu Văn có ngốc đi nữa cũng ý thức được có chỗ không thích hợp. Nhuận Nhuận, có phải con đang yêu đương hay không? Đinh Tiết Nhuận vâng một tiếng. Yêu đương bao lâu rồi, sao không nói với bố một tiếng? Đinh Triệu Văn cũng không phải người cổ hủ, ông cũng không phản cảm với việc tầm tuổi của Đinh Tiết Nhuận đã yêu đương, bởi vì Đinh Tiết Nhuận đã đủ ưu tú rồi, tự giác học tập, ngược lại yêu đương lại tính là chuyện tốt. Sắp được một năm rồi ạ. Đinh Triệu Văn rất có hứng thú với bạn gái của cậu, hỏi một vài câu hỏi. Từ ngữ khí của Đinh Tiết Nhuận, ông có thể đoán được Đinh Tiết Nhuận rất thích bạn gái của cậu, trong lòng lại sinh ra nỗi cảm giác trong nhà sắp có thêm con dâu. Đợi thi đại học xong, mang bạn gái của con về nhà cho bố xem mặt. Đinh Tiết Nhuận cười cười, tới lúc ấy để con hỏi lại đã. Nghỉ đông của lớp 12 cũng chỉ tầm 10 ngày. Ngày mùng 4, Đinh Tiết Nhuận ngồi máy bay về trường. Lâu Thành tới sân bay trước đón cậu. Tuyết của phương Bắc luôn kèm theo cả rét đậm. Vừa sang xuân, tuyết đông vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Lâu Thành lái xe đón cậu, hỏi cậu muốn đi đâu. Đinh Tiết Nhuận nói muốn tới trung tâm chăm sóc người khuyết tật. Cơ bản mỗi tuần cậu đều đi làm tình nguyện một ngày, trước giờ chưa từng ngừng nghỉ. Cậu hỏi Lâu Thành, anh có muốn tới đó một lần không? Cậu nhớ trước đây Lâu Thành đã từng hỏi cậu một lần, nhưng cậu từ chối, nói rằng những đứa trẻ ở đây vô cùng chống đối người lạ. Hơn nữa Lâu Thành cũng không giống người có tính cách đi dọn dẹp giúp đỡ trẻ con với người già. Lâu Thành nhìn cậu nói được. Buổi chiều Lâu Thành đột nhiên đổi sang mặc tây trang. Mặt mũi anh có khén ní chất thanh xuân đẹp đẽ, nhưng cả người cao lớn mặc đồ tây màu xanh làm cho dáng người anh đẹp hơn. Vải vóc cao cấp bọc lấy đôi chân dài của anh, cơ bắp và cánh tay rắn chắc. Lâu Thành vốn còn định thắt cà vạt nhưng không biết thắt, cho nên không cài nút áo, lộ ra xương quai xanh. Đinh Tiết Nhuận ngồi trên ghế sofa, đột nhiên thấy anh ăn mặc như vậy, ngoài ý muốn không nói được lên lời, chỉ nhìn chằm chằm anh. Sao lại anh mặc như vậy? Có đẹp trai không? Có ngầu không? Lâu Thành đi tới bên cạnh cậu, lộ ra chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ. Em nói xem có giống quý ông Thành Đạt không? Giống, anh đừng nói nữa, thì giống. Đinh Tiết Nhuận không hiểu tại sao đột nhiên anh ăn mặc như vậy làm gì. Lâu Thành cũng không giải thích. Đợi tới trung tâm Hoa Hướng Dương, viện trưởng Trần nhìn thấy cậu thì lộ ra nụ cười nhiệt tình, sau đó niềm nở gọi. Lâu Tổng. Đinh Tiết Nhuận đột nhiên hiểu ra. Viện trưởng Trần kéo Đinh Tiết Nhuận qua. Bạn học Đinh, vô cùng cảm ơn cháu. Chú của cháu đã quyên cho viện một tài khoản tiền rất lớn, giải quyết chuyện phiền toái lớn của chúng tôi. Chú... Đúng vậy, lần trước Lâu Tổng tới đây, nói là chú của cháu. Nghe cháu nói về tình hình ở đây, ngài ấy cho thư ký đi điều tra một chút, đánh giá trung tâm, quyên tặng rất nhiều đồ. Vô cùng cảm ơn ngài ấy là người tốt.